Bây giờ hay bây giờ em hỏi anh nhé, ừ. anh biết cái nhà ở Nóc Kép Trương Định bây giờ nó khoảng bao nhiêu tiền? Đấy tầm khoảng 4 tỷ, trên dưới 4 tỷ một tí. Nó tùy 4 theo. tỷ Ừ. như cái nhà của nhà em ngày xưa ở khu quy Quy tí sâu lưng ở trẻ đâu. ở Trong hơi phòng sâu lưng. 7 QA4, Đó phải vẽ cũng phải gần 4 tỷ. 4 tỷ Ừ. giá ngày hôm nay hay giá Bây giờ thời bạn điểm bây này? giờ. Bây giờ nó khoảng nó cứ tầm khoảng nó tùy theo địa hình nhá. Tầm từ 4 3 rưỡi đến 4 tỷ. Một căn Một hộ. căn hộ như cái phòng 7 QA4 ngày xưa. Nó cứ khoảng tất cả là giống nhau 50 55 mét này. Đúng rồi. 4 tỷ. Ừ. Anh có nhầm không đấy? Không nhầm. 4 tỷ tiền Việt Nam đấy. 3 rưỡi đến 4 tỷ. 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ. Nó tùy theo Chứng kiểu. tỏ là đắt nhỉ. Mà dạo này anh làm văn phòng nhà đất được đâu chưa? Anh làm thằng Minh nhưng vẫn làm ngày đéo chả chưa ra chơi nữa. Bây giờ Nhà vẫn đất làm. nhà bà Hương bà vẫn làm với chúng luôn, vẫn đến đây nó quan hệ đấy. À, anh vẫn làm văn phòng nhà Anh đất không cho nên làm. anh nắm giữ vững giá lắm nhỉ. Anh thỉnh thoảng thôi. À,